Trong khi các bạn đang còn ngủ, chơi, uống trà sữa thì em đang hoa hậu. Thì Lenovo đã cho ra mắt toàn bộ những cái mẫu laptop gaming của họ trong năm 2023 trong cái thời gian vừa rồi. Và nổi bật ở trong đó thì có chiếc Lenovo Legion Slim 2023 là cái tên thay thế và sẽ chám vào cái phân khúc của chiếc Lenovo Legion 5 vào năm 2022. Thế nhưng mà năm nay nó là phiên bản Slim ấy. Slim thì tức là mỏng, mà mỏng hơn thì không biết là nó có nóng hơn không, nó có ảnh hưởng đến hiệu năng chơi game hay không, rồi mức giá tăng lên thì nó có còn là một chiếc laptop gaming quốc dân đáng mua trong tầm giá hay không. Thế thì mình là Minh Cận, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 88 Studio và chúng ta sẽ đi giải quyết từng câu hỏi một ngay sau phần intro. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi đầu tiên, nhưng mà lại là cái câu hỏi mà mình nêu ra cuối cùng ở trong phần intro. Đó là liệu rằng chiếc Lenovo Legion Slim 5, hay cụ thể hơn thì mình đang có ở đây là chiếc R7000P, tức là cái phiên bản nội địa chung của chiếc Legion Slim 5 ấy, thì nó có còn là một chiếc laptop gaming quốc dân hay không? Thì chúng ta hãy kiểm tra một chút nhỉ. Thì hiện nay chiếc laptop này đang có mức giá khoảng tầm là 30 triệu với cấu hình là Ryzen 7 7840H này, 16GB DDR5, cả đồ họa là 4060 và màn hình thì sẽ là màn chuẩn màu 2K hay là 2.5K ở đấy, 165Hz. Tất cả những cái thông số như thế này thôi thì mình nghĩ rằng là việc nó có một cái mức giá 30 triệu nó đã xứng đáng là một chiếc laptop gaming quốc dân rồi. Tại vì thông thường để có được tất cả những thông số như mình vừa đọc ra ấy, chúng ta sẽ phải bỏ ra ít nhất là từ 35 cho đến là 40 triệu. Chứ 30 triệu thì rõ ràng là chưa thể có được một cái mức cấu hình như thế này. Nên có thể nói là chiếc R7000P này nó hơi bị phá đảo tầm giá luôn ấy, một cách vô lý luôn. Nhưng mà cái chúng ta đang quan tâm hơn ở đây đó là gì? Đó là năm nay thì nó không phải là Legion 5 nữa mà nó là Legion Slim 5 ấy. Thì Slim, ấy, như mình vừa nói, nó là mỏng hơn. Thì mỏng hơn, nó còn nóng hơn hay không? Chúng ta sẽ đi vào giải quyết cho câu hỏi thứ hai ngay bây giờ. Thì đầu tiên, đó là nó không hề mỏng hơn một tí nào, mà thậm chí là nó còn dày hơn và to hơn so với chiếc Legion 5 năm ngoái. Thế là tên Slim là mẹ nhỉ? Cá nhân mình dự đoán ở đây thì cái chữ Slim này này, nó đang muốn ám chỉ đến việc là năm nay chúng ta sẽ có một cái chiếc laptop với cái thiết kế nó gọn gàng hơn. Viền màn hình nó mỏng hơn, cái phần tản nhiệt nó cũng được làm ngắn hơn chứ không lồi ra quá nhiều như năm ngoái nữa. Chứ không phải là chữ Slim này nó dùng để chỉ là năm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc laptop mỏng hơn năm ngoái. Nó không mỏng hơn, và vì nó không mỏng hơn thế nên là mình cũng có kỳ vọng cũng như là tò mò không biết là năm nay thì cái sắp xếp linh kiện bên trong nó có giống với năm trước hay không. Nên là mình cũng đã có mở máy ra để xem thử qua, thấy rằng là năm nay thì chúng ta sẽ dùng nhiều ống đồng hơn năm trước, nhưng cái diện tích ống đồng thì nó lại nhỏ hơn. Năm ngoái ít ống đồng nhưng mà cái diện tích thì nó lại lớn hơn. Ryzen 7 7840H thì nó sẽ cho mình cái mức hiệu năng nằm giữa 12700H với lại 13700H. Thế nên là tất cả những công việc các bạn cần để giải quyết cho một chiếc laptop như là chơi game hay làm đồ họa hay là làm tất cả hầu hết những tác vụ khác thì 7840H nó hoàn toàn là đáp ứng được, và đi kèm với lại cái combo đấy là card đồ họa RTX 4060 ấy, thì nó cho mình một cái mức hiệu năng xử lý trong cái việc chơi game cũng như làm đồ họa nó cực kỳ tốt. Cụ thể thì trong tất cả những cái tựa game mình chơi ấy thì nó đều đáp ứng được ở cái độ phân giải là 2K và mức setting là từ Ultra, từ 2 cho đến là Ultra với cái mức FPS cho ra là rất mượt mà. Nếu như các bạn muốn có nhiều FPS hơn thì đương nhiên đơn giản mình đã nói trong rất nhiều video rồi, hạ độ phân giải xuống, hạ setting xuống, thế là xong. Và đặc biệt nữa nhá, đó là trong quá trình dùng thì mình thấy rằng là mặc dù nhiệt độ nó có cao hơn năm trước một chút thật đấy, nhưng mà nó vẫn hoàn toàn ở trong cái mức kiểm soát. Và đặc biệt thì năm nay Lenovo họ cũng đã cho phép chúng ta có thể chỉnh được quạt lên cái tốc độ tối đa rồi, chứ không như năm trước nó sẽ luôn chạy ở mức auto và ít khi nó lên được mức tối đa lắm. Thì khi mà chỉnh quạt lên mức tối đa thì mình thấy là cái chênh lệch nhiệt độ khi mà mình dùng ở trong quá trình chơi game ấy thì nó cũng rất khó để nhận ra. Thi thoảng thì nó mới chênh lên cao hơn so với phiên bản năm trước thôi, còn đa phần thì nó vẫn là ngang bằng. Nói tóm lại để trả lời cho hai câu hỏi, đó là Slim thì nó có mỏng hơn không, mỏng hơn thì có nóng hơn hay không, thì Slim nó không mỏng hơn nhưng mà nó vẫn còn nóng hơn khoảng đâu đấy là 1-2 độ. Bù lại thì chúng ta với 1-2 độ tăng lên này thì chúng ta sẽ có lại được một cái mức hiệu năng nó tăng lên rất là nhiều so với phiên bản năm trước. Và mình nghĩ rằng là với cái ưu điểm này thôi, với một cái ưu điểm nó rất là vượt trội này thì nó sẵn sàng là đè luôn cái nhược điểm mà mình vừa mới nhắc đến ở cái phần kể trên. Đó là về phần hiệu năng cũng như là tản nhiệt. Ngoài ra thì Lenovo là đương nhiên họ cũng sẽ không bê y nguyên cái khung máy của năm trước lên rồi thay đổi cấu hình để có cho mình một chiếc máy mới. Họ cũng sẽ có những cái thay đổi nâng cấp dựa trên cốt lõi của những cái gì họ đã làm rất tốt năm trước. Thì cụ thể năm nay chúng ta sẽ có một số những cái điểm khác biệt như sau. Đầu tiên là màn hình, thì năm nay chúng ta đã có một cái màn hình 16:10. Không gian hiển thị lớn hơn, chúng ta có những cái viền màn hình xung quanh nó cũng mỏng hơn. Và cũng nhờ việc là làm một cái màn hình lớn hơn thì cái phần tản nhiệt gù ra sau lưng ấy nó cũng
cảm giác như là nó gọn lại và nó không lồi ra quá nhiều như năm trước nữa. Về chất lượng hoàn thiện thì chúng ta vẫn có ở đây là một cái build rất là cứng cáp, rất là chuẩn legend, sờ vào là thấy không thể lệch đi đâu được. Mặt nắp lưng thì bằng kim loại, còn tất cả những phần còn lại thì nó sẽ bằng nhựa mà thôi. Về bàn phím thì có một cái mình vẫn chê nhá, mặc dù là nó gõ vẫn rất là sướng, nhập liệu vẫn rất là ngon, nhưng mà về cái phần led thì chúng ta sẽ có hai cái option lựa chọn giống hệt năm trước, đó là led đơn sắc màu trắng cũng như là RGB 4 vùng, nhưng mà nó vẫn giật giật lác lác giống hệt những phiên bản năm trước luôn. Thì mình cũng không hiểu là đến bao giờ Legend họ mới làm chúng ta được một cái phiên bản laptop mà nó có cái led của bàn phím và tất cả những cái chỗ khác nó đẹp và nó mượt mà hơn. Ừ thì cũng là có chất riêng ấy, nhưng mà nó không đẹp thì mình lẽ là vẫn phải lên tiếng ấy, đòi quyền lợi ở những phiên bản năm sau. Cuối cùng nữa đó là một chút cái thay đổi về phần cổng kết nối. Chúng ta vẫn sẽ có một cái số lượng cổng kết nối gần như là tương đương. Cái điểm khác biệt duy nhất là năm nay chúng ta sẽ bỏ bớt đi một cổng USB-A và thay vào đó là một cái khe đọc thẻ USD. Có lẽ là cái việc Lenovo họ thay đổi như này là cũng nhằm mục đích đáp ứng cái xu hướng multimedia nó đang phát triển rất mạnh ở trong những năm gần đây. Tổng quan lại thì rõ ràng trong mức giá 30 triệu để tìm ra được một chiếc laptop mà nó có thể cân bằng được về cả yếu tố là hiệu năng tốt này, màn hình đẹp này và thiết kế nó cũng đẹp được như chiếc R7000P thì quả thực nó rất là khó. Ở trong cái tầm giá này thì thường chúng ta sẽ thấy những combo cấu hình như kiểu là 12700H đi với 3060 này, 7735HS đi với 3060 hoặc 4050 hoặc là 13500H đi với 4050 đúng không? Thì nhìn chung là tất cả những combo cấu hình trên nhé, riêng về hiệu năng thôi thì nó cũng đã rất khó để vượt qua cái chiếc Lenovo Legend Slim 5 mà mình đang có ở đây rồi. Thế nên ấy, với hiệu năng mà chiếc laptop này mang lại và với tất cả những gì nó được trang bị ấy, thì với mình ở trong cái tầm giá khoảng độ 30 triệu thì đây thật sự là một kèo rất thơm, rất là toàn diện ở trong cái tầm giá này. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tìm hay là mua cho mình một chiếc laptop gaming ấy, thì đây sẽ là một chiếc laptop mà các bạn không được phép bỏ qua nhá. Tham khảo nó trước khi mua, thật ra là mua luôn nó cũng được, không có lựa chọn nào tốt hơn trong tầm giá đâu. Thế còn các bạn nghĩ sao về chiếc Lenovo Legend Slim 5 mới của năm 2023 này? Hay là các bạn lại thích những cái phiên bản Legend 5 cũ của năm 2022 cũng như là năm 2021 hơn? Thì hoàn toàn có thể để lại cho mình những câu nhận xét, những câu trao đổi ở dưới phần bình luận để chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện nhiều hơn về một cái dòng máy đang rất là hot trong khoảng độ tầm 3-4 năm nay này. Còn bây giờ thì video không biết đã dài hay chưa nhưng đã đến lúc kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ 88 Studio. Mình là Minh Cận và tạm biệt các bạn.